Nên sóng anh em con đẩy bãi CA10 này. Đấy, chạy 28 đèn class H nhá. Hàng mạch cực xịn luôn, đẹp như mới này. Anh em nhìn này. Hàng xịn luôn, công nghệ mạch này của Đức nên là linh kiện rất là xịn nha. Đấy, từ con tụ đến con chở toàn những cái linh kiện xịn thôi. Thời biến áp rất là to nhá. Đây. Anh em nhìn này, cái đồng hồ của em này, nó thỏm luôn. Đó, cái đồng hồ của em nhá, nó phải 20 phân đấy, 20 phân cái cục nguồn biến áp này, chạy 4 quả tụ 100V. Đấy, 4 quả tụ 100V này, 10.000 mi, tụ xịn luôn anh em nhá. Đấy, linh kiện của nó đẹp như mới luôn, biến áp lại siêu to khổng lồ luôn nha. Đấy, mặt còn rất đẹp này. Đây em chưa lau chùi nhá, em mới thổi bụng qua thôi nên là nó đã đẹp thế này rồi. Con xe 10 này, thương hiệu này, ESVKN Audio Pro xe 10 đang chạy rất bình thường nhá, đã test nhạc nhẽo ok hết các chức năng. Đây linh kiện này, chạy 24 sò Toshiba, cảm biến quạt này, cảm biến quạt này. Đấy, linh kiện này rất là chất này. Đấy, linh kiện ở volume rất là chất luôn anh em nhé. Có một con duy nhất thôi, bán cho anh em với giá 3.300.000 nhá. Anh em là nhanh tay thì chốt được, còn chậm thì sẽ mất. Giá rất là rẻ so với thị trường nhá. Thị trường nếu mà con này anh em thợ họ sẽ bán khoảng 3.500.000 đến 4.000.000, nhưng em chỉ bán 3.300.000 thôi, 3.300.000 thôi, bán rẻ cho anh em luôn. Đấy, linh kiện này siêu chất luôn, linh kiện còn đẹp như mới anh em nhé, còn đẹp như mới này. Đó, còn đẹp như mới luôn. Có một con duy nhất thôi, 3.300.000 cho anh em nhanh tay. Đấy, em bán rẻ thôi, bán rẻ cho anh em chơi để anh em chơi có thể sắm được ngay, tránh mua những cái hàng đắt mà lại không chất lượng. Cứ chơi con đẩy bãi này thì khỏi phải nghĩ về chất âm, mà nó lại khỏe, tiếng thì siêu sạch luôn, tiếng bass thì mềm và sâu nhá. Anh em nào lấy thì liên hệ qua Zalo cho em nhá, 0349718440 nhá. CA10 nhá, CA10 anh em nhá, bãi xịn, bao zin xịn chất luôn nhá, bao zin xịn chất, 3.300.000. Cảm ơn anh em.